muốn vào làm ở sân bay Chu Lai, thanh niên bị lừa mất 300 triệu đồng. Người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam lấy 300 triệu đồng với lời hứa sẽ xin việc cho nam thanh niên ở sân bay Chu Lai nhưng không thực hiện và chiếm đoạt tiền. Ngày 13 tháng 5, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Minh Phương, sinh năm 1987, trú quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Phương làm việc tại sân bay Chu Lai, huyện Núi Thành. Cuối năm 2019, khi biết anh PMV, sinh năm 1996, chủ xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, đang làm việc tại sân bay Đà Nẵng muốn xin về sân bay Chu Lai để gần nhà. Phương nói có quen biết các lãnh đạo của sân bay Chu Lai nên có thể xin việc cho V với chi phí 500 triệu đồng. Phương bảo V đưa trước 300 triệu đồng để lo việc ban đầu, khi có quyết định thì đưa 200 triệu đồng còn lại. Phương hứa trễ nhất tháng 6 năm 2020 sẽ có quyết định nhận công tác. Tin tưởng lời Phương, V đã đưa cho Phương trên 300 triệu đồng. Tuy nhiên, đã qua thời gian theo hứa hẹn mà V vẫn không xin được việc tại sân bay Chu Lai. Khi V đòi tiền lại thì Phương không trả, trốn tránh không gặp. Do đó, tháng 1 năm 2023, V đã gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành tố cáo hành vi lừa đảo của Phương.